sửa chế độ điện Dũng Ngân. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận được một cái máy này, không biết là máy gì đây, máy xay gì chứ. Công ty Thịnh Quang, công ty Thịnh Quang này là máy, máy này là chăm sóc sắc đẹp đây. Rồi, máy này là máy, tức là lần trước mình cũng sửa một chiếc này rồi. Nó là máy xông nước nóng để cho làm xông trên mặt nhá. Đó. Mà bây giờ bị lỗi gì đây? Ây da, các nút này, đây là LED, đây là nút này không bấm được, nút này switch rồi. Cái này đã từng sửa một lần rồi, nó bị hỏng nút bấm này mà mình độ cái nút bấm này này. Bởi vì cái này làm việc trong môi trường, tức là nó tạo hơi, tạo cái xông hơi chứ các bạn ạ. Tạo cái xông hơi lên để cho nó thổi lên trên mặt, cho các chị em phụ nữ xông mặt cho nó. Và nó liền với nó là cái, đây này các bạn này, nó có cái đèn xông hơi và cái hơi nước và cái gì nhỉ? Cái đèn để làm cho mặt nó đủ ánh sáng để cho mặt nào. Mình bật công tắc lên mà nó không lên nguồn này. Đấy, bật lên rồi. Nháy một cái tít cái là được rồi. LED này. Vậy là không bấm được cái nút gì luôn này. Chắc là đi lốt nút này thôi các bạn ạ. Đấy. Đấy, nó nháy đèn nhau thôi này. Khả năng điều khiển cái bàn phím này có vấn đề hết rồi. Bởi vì cái máy này nó làm việc trong môi trường ẩm ướt, cho nên nó nhanh hỏng về cái mạch mà dẫn lên trên mặt này này, nhanh hỏng lắm bạn ạ. Rồi mình kiểm tra nguồn trước xem này. Nguồn này là 12V5A, muốn nó hoạt động thì phải cho nó no các bạn ạ, cho nên mình cứ phải kiểm tra nguồn trước. Rồi ok, đây là nguồn ok. Bây giờ chúng ta đi tháo máy nhá. Rồi các bạn này, đây chính cái sợi dây cáp mà nó dẫn lên này. Nó chuyên bị hỏng cái mạch in, nó bị bục cái mạch in, hỏng cái mạch in ở bên dưới gấp này. Nó bị mục các bạn ạ. Lần trước là nó bị hỏng cả cái phím ở đằng trước rồi. Mà bây giờ nó lại cũng tình trạng bật không lên nữa. Đó, bây giờ mình sẽ đi mình kiểm tra xem cái nút bấm này khi chúng ta bấm nó có nhảy không nhá. Ok, mình tiếp tục mình đi bóc cái mặt này ra để xem nó có nhảy không. Nó phải nhảy ra, nút nguồn phải bật LED switch này, bấm là switch nó phải lên. Và bấm như start top này nó phải bật nhảy này, nhưng mà cái start top này mình cảm giác là không nhảy này. Khả năng phải độ lốt nút này đây. Ok. Đây các bạn ơi. Cái chân mà nó rắc nó cắm vào đây này. Nó hoen hết rồi các bạn ạ. Lơ mơ là mình phải độ thành dây các bạn ạ, cho nó bền. Đây, lần trước mình đã phải độ cái LED switch là bằng một cái nút bấm khác này. Tức là một cái, nhưng cái máy này nó giống máy đấy nhưng mà khả năng nó cũng hỏng hai nút bấm này quá. Bây giờ nó dỉ hoen như thế này. Phải vệ sinh chỗ này này. Vệ sinh cái này đi này. Cái này mình sẽ sử dụng phương án là lấy tre hoặc gỗ để vệ sinh nhá, cho nó sạch. Nhưng mà mình nghi ngại là cái phần chân này nó bị hoen này, cho nên khi cái chân này nó hoen rồi thì chúng ta có đi vệ sinh rời chăng nữa thì nó cũng không tiếp xúc đâu, cho nên hơn nhất là chế sang dây và hàn thẳng trực tiếp vào mạch, không có rắc nữa. Đấy, nó sẽ chạy như này xuống này. Cái này là người ta muốn làm để khi nào sửa chữa thì rút ra rút vào, nhưng mà mình cho phích cố định luôn, còn khi nào muốn tháo ra thì là thợ lấy máy hàn mà tháo để cho nó đỡ hỏng các bạn ạ. Xong rồi bôi silicone kín luôn cái chân đấy để cho không bị long. Các bạn ơi, để mà làm một cái cáp cố định thì nó cũng có một cái nhược điểm là khi mà muốn tháo ra mạch ra thì nó sẽ rất là khó. Mình đã tháo cái chân hàn của máy ra rồi này, và hiện tại là mình không hiểu lý do vì sao mà mình
kích ở đây thì nó nhảy, nhưng mà kích tại chân này nó sẽ không nhảy. Đấy, khả năng là nó sẽ sử dụng cái này nó làm nội trở các bạn ạ. Nó phải đo nội trở từ đây đến đây này. Đó, khi chạm ở đây thì nó cộng nội trở giữa dây đến và dây đi lại thì nó mới chạy được các bạn ạ. Còn mình kích thẳng ở chân này nó không chạy. Ok rồi các bạn ơi, mình đã tháo cái nút nhấn này, ở nút nhấn màu vàng này, và mình đã lắp vào vị trí của nút nhấn nhé. Để đi test lại này. Nào, cắm qua đèn này, mạch đã kêu này, ấn start này, đèn sáng này, vậy mạch đã chạy ok nhá. Rồi bây giờ mình đi mình lắp vào thôi. Được rồi các bạn ơi, mình đã lắp thiết bị trở lại và cho luôn nước vào để chúng ta test luôn này các bạn này. Rồi, xem máy hoạt động như thế nào nhé. Nào, mình đương nhiên mình vẫn sẽ cắm qua đèn để cho công suất hoạt động thử xem nó thế nào nhé. Nào, mình đầu tiên mình phải đậy cái nắp này lại, cái mở cốc này ra để rót nước này, xong chúng ta đậy cái nắp trở lại này, đó để cho nó phải kín hơi các bạn nhé. Đấy, mình đổ châm nước vào và xoáy cái này vào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắm điện để cho nó lên này. Các bạn nhìn dưới gầm nó sẽ có đèn ấy, đèn theo màu ấy. Đây đang đèn đỏ nhé các bạn nhé. Và hơi nước đang phả ra dưới đấy, các bạn nhìn thấy hơi nước này. Nếu các bạn nhìn thấy hơi nước nhỉ? Đó, hơi nước bay ra này. Mình để chế độ 2 là chế độ mạnh nhất này. Và chuyển màu đèn này. Chuyển màu để điều trị vùng nám trên khuôn mặt. Bây giờ đang ăn 16W các bạn nhé. Sau mình cắm thẳng xem nào. On này. Chế độ tối đa luôn này. 15,2W các bạn nhé. Đây, mình thay mấy cái lá này, lá đàn hồi này. Vứt mấy cái lá đàn hồi đi. Đó, các bạn nhìn thấy nó bay hơi ra này. Hơi nước này. Đấy các bạn thấy không? Hơi nước nó bay ra đấy. Nếu mà chính xác chúng ta nhìn ở trên này thì rõ hơn này. Khi cái nước nó từ trên nó đi xuống và nó gặp tần số dao động của điện và nó tạo ra tần số rung cái màng loa và nó hơi nước nó sẽ bay ra đấy. Mình cho đèn xuống cho các bạn nhìn thấy rõ hơi nước này. Đấy, hơi nước nó bay ra đấy. Cái hơi nước này nó làm cho mặt mát và ẩm, làm cho mặt ẩm và điều trị bằng đèn nó đèn xanh này, đèn đỏ này, cộng xanh thành màu hồng tím này và màu đỏ. Và cái này là có 3 đèn các bạn nhé. Chế độ trung bình, chế độ thấp nhất này. Đây, cái này chỉ led không thôi nhé. Đây nó có 3 chế độ. Chế độ là điều chỉnh led không này. Ta chỉ điều trị bằng đèn led. Cái thứ hai này. Chế độ tối đa này, chế độ trung bình này. Còn chế độ đèn led này. Đây, ok. Vậy là bây giờ mình chỉ đi mình dán lại cái này cho khách cho nó chắc chắn lại nữa là xong. Ok, vậy là mình sửa xong cái máy massage da mặt rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn muốn theo dõi các video tiếp theo về sửa chữa thiết bị đồ điện điện tử rồi, thì có hai cách. Một là các bạn fanpage, theo dõi fanpage sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên Facebook. Cách thứ hai là bạn đăng ký kênh sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên YouTube nhé, để chúng ta cùng đồng hành trong các video tiếp theo.
sửa chữa đường điện dụng luôn. Trân trọng cảm ơn các bạn.